Ở đây có một cái thông tin cô Dung ơi, tức là cái số lượng mà người thành viên khối Tam Điểm này ở Mỹ là 5 triệu người, ở Anh là 7 triệu, tức là người ta đoán, cháu không biết có thật hư tại vì đương nhiên là chẳng thống kê, nhưng làm gì có chuyện nhiều như thế, làm sao mà nhiều đấy được. Ở đây là số các bạn nào nhỉ, bạn này là bạn Happy Sun, là bạn nào mà Google mà search ra số, làm gì có chuyện. Cháu không nghĩ là sẽ đông thế đâu, chắc là vài trăm nghìn thì cháu nghĩ là hợp lý hơn, chứ làm gì đến nỗi mấy triệu này thì chắc là mọi người nói quá lên thôi, làm gì có chuyện mấy triệu. Cô nghĩ Tôi thế không nào? làm thống kê, tôi không làm thống kê cho nên tôi không rõ lắm, nhưng ở Mỹ thì tương đối khá mạnh. Ở Mỹ chắc chắn này rất nhiều nhà lớn, nhiều cái trung tâm của nó lớn lắm. Nó xây được những cái lớn đó là phải đòi hỏi rất nhiều tiền của và rất nhiều thành viên lớn ở trong đó. Và họ làm được những cái đó thì họ phải có một cái ảnh hưởng rất lớn. Ở Mỹ đẹp lắm. Đi vào những cái chẳng hạn như ở San Diego, ở Las, họ xây được cả nhà nhà hát cơ mà. Nhà hát Tam Điểm luôn. Trong cái quyển mà tà dấu ấn Tam Điểm trong văn hóa và nghệ thuật của tôi ấy, mà in ở Việt Nam đó, là có cả những cái nhà thờ Tam Điểm này, rồi nhà hát Tam Điểm luôn, TH luôn, về cổ Tam Điểm vào đấy xem. Là khi tôi tình cờ, cũng là rất là tình cờ, cái số tôi nó là cái tình cờ, khi tôi đến đây tôi muốn vào xem thì họ bảo là đóng cửa. Thế nhưng mà tôi luẩn quẩn, tôi đứng đấy tôi định chụp ảnh thôi vì cứ đóng cửa bắt đầu thì tự nhiên có một ông đi ra, thế tôi mới nói chuyện rồi tôi cho mày vào, vì tôi bảo tôi nghiên cứu, tôi viết sách, tôi muốn tò mò. Thế là ông cho vào, vào xem thì trên cái sân khấu nó để như thế nào, như thế nào, rồi các phòng kín cũng rất là hay, rất là tò mò. Tôi muốn xem một cái nhà hát của nó như thế nào, cũng là nhà hát bình thường thôi, nhưng cái trang điểm, trang trí của nó hơi khác. Tức là ví dụ thợ xây, rồi là mấy cái hình ảnh của những cái hình ảnh thợ xây, rồi những cái cột, những cái các thứ nó là đặc biệt của Tam Điểm, thì vào đi xem nó cũng khác, nó cũng có cái hay của nó. Và tôi cũng tình cờ vào được xem như thế ở ngay Dallas, ở ngay trong Dallas thôi, cách 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 Austin có một khoảng 100 cây số thì có một cái bảo tàng rất lớn của Mỹ về Tam Điểm. Tôi đi đến đâu tôi cũng mò vào để tôi xem, để tôi tìm hiểu về tư liệu. Thành ra tôi đi vào đến đâu, tôi cũng xem hết, về nhà thờ tất cả các thứ Tam Điểm của tôi vào tôi xem hết. Cathedral luôn, nó có cả Cathedral, có những nơi đề hẳn chữ Cathedral, vì có những hội thì đấy thì là vẫn còn theo tôn giáo, thì ví dụ như thế thì vào tôi xem. Họ tổ chức đám cưới Tam Điểm chẳng hạn, ở bên Mỹ công Đám khai cưới luôn, tam điểm là như nào cô? Đám cưới tam điểm là như nào? Tức là hai người là thành viên hội tam điểm cưới nhau mà lại đám cưới á? có thể đám cưới. Ví dụ chẳng hạn như bạn cưới vợ thì bạn phải có tình yêu chứ, Tam Điểm người ta không yêu, người ta không đẻ, Không, người ý ta cháu phải có một tức là tại sao mà phải người ta có mới khác phải biệt yêu, gì người ta đám phải cưới sinh bình thường nở chứ, đâu? nó mới có cái thế hệ Đó. trẻ chứ. Vâng, nhưng mà làm sao mà đám cưới tam điểm này khác đám cưới bình thường được? Thì là có những cái nghi lễ mà họ dành cho nhau ở bên Mỹ họ làm. Ví dụ chẳng hạn nghi lễ mất chẳng hạn như là của Nguyễn Văn Vĩnh chẳng hạn, là nghi lễ khác hoàn toàn với nghi lễ người bình thường. Cái buổi lễ Thế nhưng đó mà nó chẳng hạn là cái ảnh mà tôi gửi cho các bạn xem đấy, là nếu vâng sau này các bạn mà có bảo tàng thì chúng ta để, ví dụ là có những cái ảnh nó khác hoàn toàn chứ, nó có những cái cột, rồi có những cái nến nó để khác nhau lắm, để ba thứ rồi để các kiểu, nó khác nhau lắm, nghi lễ cô Dung ơi, cái thành mọi viên khác của Tam nhau. Điểm có một cái thẻ gì không, ví dụ như là mình họ đảng viên Đảng Cộng sản thì có một cái gọi là thẻ đảng ấy, ví dụ đấy, hội Tam Điểm nó có cái thẻ gì không, trong giấu trong người không? Có nhưng không cần phải giấu trong người, vì vì À, bạn không vào giấu bạn ạ. có cái mật mã rồi còn đâu nữa. Chỉ có khi bạn đi hội khác thì bạn phải dơ thôi, vì bạn không biết mật mã thì bạn phải dơ cái đó, còn không thì bạn biết mật mã thì bạn không cần. Nếu mà Cái mật cùng một mã nhánh thì bạn tức đơn là giản gì, là tức là mật mã là như nào cô, tức là một kiểu như cái code, cái mật mã đấy á. mật mã thay đổi vài tháng, thay đổi một lần, Bọn cháu, nếu bọn ra cháu lập là cái nhiều. họp Zoom này này, cứ mỗi một buổi là bọn cháu lại có một mật mã. Đấy, phải có Đấy, mật mã đấy, chứ. đấy, nó như thế đấy. Không mật mã không vào được. Có mật mã Đấy, chính đấy, cũng phải có là mật mã đấy.